chào mừng cả nhà cùng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Võ Bảy Lòng. Hôm nay mình trở lại thăm 14 cái bẫy tròn của mình đó các bạn. Mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy rồi. Đầu video cũng cho mình gửi lời ha, chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí chơi vui. Mình xin mời các bạn. Thì hôm nay mình thăm cái luồng bẫy tròn 14 cái này của mình đó các bạn, là nó cử trước mình thăm nó cũng không có dính nữa các bạn, nó hụt luôn. Dính chuột không rồi các bạn ơi. Mình không có đăng, mình bỏ luôn cái clip đó. Rồi mình đi thăm bẫy nhỏ 25 cái lồng bẫy, 23 cái bẫy nhỏ và hai cái lồng lớn của mình luôn. Rồi nó cái luồng nó dính cũng dính sóc với chuột không các bạn, rồi mình bỏ luôn các bạn ơi. Không có đăng thì không có con gì để xem hết, lạ lạ để xem rồi. Mình không có lấy. Mình vô tới cái bẫy đầu tiên luôn các bạn. Giờ phải chui qua vô cái lùm này ha. Thì cái bẫy này hôm nay là mình quyết định là mình sẽ dời nó đi nha các bạn. Thì mình cũng như thường khi các bạn ơi, mình đem theo 4 cái tứ lưới mình để ngoài xe, đi bộ vô đây xa lắm các bạn ơi, với một cái vỏ chuối các bạn ơi. Đồ nghề thì cũng như thường khi, không có gì khác các bạn ơi, là mình khỏi quay đồ nghề luôn các bạn, để nó mất thời gian các bạn xem ha. Rồi chất quốc luôn, cái này hôm nay mình quyết định mình dời luôn nha các bạn. Này ôi, chuối còn đẹp ghê không? Không có chuột, không có gì hết luôn các bạn. Trời ơi, cái này lỗi vô mình luôn nha các bạn. Nếu mà có con tròn vô ăn hết chuối chắc tức dữ lắm các bạn. Các bạn coi nè, mình không có gài cái, mình không có kéo cái lò xo lên nữa các bạn ha. Của mình không có kéo cái dĩ lên, không có máng cái bàn đạp vô. Đặt bẫy kiểu gì cũng không hiểu nổi luôn. Quên đó. Đợt rồi mình dính con chuột cấm rồi nè các bạn, mà mình không có quay cái clip đó nha các bạn, nên là mình không có gài. Bắt con chuột ra không có gài phá. Rồi mình xin mời các bạn đi thăm cái khác cùng mình nha. Cái này mình sẽ dời đi nha các bạn, dời đi điểm mới luôn. Tiếp tục ngay đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này hôm nay mình cũng quyết định mình dời nó luôn các bạn. Thì ngay đây mình thăm mấy kỳ rồi nó cũng hụt không, rồi hụt nữa rồi các bạn ơi. Rồi hôm nay mình sẽ cho nó đi luôn nha các bạn. Rồi chuối được cũng còn rồi, có con gì ngồi ngoài móc cái chuối mình ăn. Rồi chuột hay gì các bạn, rồi mình sẽ tháo xích mình đem đi luôn nha các bạn. Xích lại. Rồi mình dời đi nơi khác nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này mình đặt bằng mồi chuột nha các bạn. Mình mang theo cái túi lưới luôn, bị gì đi bộ vô đây xa các bạn, ngoài dính chuột cái mình xử lý luôn tại chỗ vậy đấy thôi. Ôm cái bẫy đi xa ra ngoài nhiều khi người ta phát hiện đó các bạn. Rồi chết quốc rồi các bạn ơi, không sạch rồi. Đây chuối bên trong cũng còn luôn. Rồi mình coi chỉnh sửa cho chuột đồ nó ăn cái rồi mình đi thăm cái khác nha các bạn. Đây là em đó nè, còn nguyên luôn, không có gì hết. Rồi để mình xử lý nó rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ngay đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này hôm nay mình quyết định mình rút nó đi luôn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ dời 3 cái nha các bạn ơi. Rồi chết quốc luôn, cái này giờ đi là đúng. Dính con chuột cống rồi tới nay luôn. Ây da trời, ngập nước quá. Đây. Rồi em nó không sập luôn nha các bạn. Rồi mình đem nó đi nơi khác đặt nha các bạn, để đi thăm tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn. Cái này được hôm hổm mình dính con tròn bạc má các bạn, ở dưới cái gốc cây này. Rồi chất quốc rồi các bạn ơi, không sập rồi, còn nguyên luôn. Rồi đây màu này còn nha các bạn, chuối còn nè. Rồi, mình đi thăm cái khác các bạn ơi.
tiếp tục ngay đây mình có con cái nữa các bạn. Cái này hôm trước mình bắt con gần 3 kg các bạn, một em hương gần 3 kg nha các bạn. Cái đợt này cũng có ở chơi quốc rồi các bạn ơi, nó không sập nữa. Hôm nay còn nguyên luôn, chuối còn nguyên luôn các bạn. Từ hôm lúc dính con hương xong rồi cái dính con chuột cống rồi tới nay cái bẫy này không sập nữa các bạn, kỳ lạ thiệt. Rồi mình coi khai chuối rồi mình đi thăm cái khác các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, mình mới thăm một cái rồi nó có người rồi mình bỏ qua luôn nha các bạn. Mình phải mang cái túi lưới theo các bạn để dính chuột cái mình bắt luôn. Thấy là mình thăm gần nửa bẫy rồi các bạn, chưa có con gì hết. Sập rồi, làm bẫy con tròn đi cho nó khỏe lại coi. Chắc con chuột rồi quá các bạn ơi. Đúng rồi, lông dài sọc. Chuột rồi, chuột rồi. Trời ơi. Đây em đó. Khổng lồ luôn nha các bạn. Đi vô tới trong này. Quýnh. Cái bẫy thiệt là rất giả. Dính con chuột cái hết biết luôn. Mình quá mệt rồi. Với hơn nữa ở gần đây mình không biết có người không, mình không dám nói lớn các bạn ơi. Hồi của con chuột này các bạn, con này cả ký lô hết biết không. Chuột cống dâm khổng lồ luôn. Để mình lấy tấm hình kia các bạn, hôm nay về thất mình cũng đăng các bạn. Ủa, trời ơi nó cắn đó các bạn, thấy ghê không, thấy cái máy mình đó các bạn, thấy cái máy mình chơi liền nha. Tắp đi, khủng khiếp thiệt. Rồi mình xử lý em nó ra, đặt cái bẫy này lại đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây có con cái nữa, mà ở đây gần đây có người luôn á các bạn. Rồi con chuột nữa các bạn. Tiếp nha các bạn. Này nó quảng dữ lắm nè. Này là có trồn ở đây đó các bạn. Nó dí con chuột này nó quảng dữ lắm nè. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Hôm nay ông trời cũng nắng tốt thiệt chứ. Nắng này quá, hồi chiều chắc mưa nữa các bạn. Cái này mình mới dời qua hôm bữa mình dính đi. Nó rớt chuối các bạn ơi. Hôm bữa mình dính con tròn 1 kg 350 các bạn, mình dời qua đây nè. Trời ơi trong lỏng các bạn ơi. Bị bên kia hết đặt được, nó nghịch đường quá. Mình dời qua đây nè các bạn. Trời ơi, dời qua cái chỗ im hết sức rồi luôn mà không có nha các bạn. Không sạch đâu, chứ còn nguyên luôn ha. Rồi mình coi chỉnh sửa lại rồi đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Hôm nay về có tròn không có tròn gì mình cũng đăng hết các bạn. Tại vì cái kênh mình để lâu quá mình không đăng, nó sẽ bị mất đề xuất các bạn. Thì nhờ cái nhà cho các bạn xem nha, video ủng hộ mình nha. Còn có 4 cái nữa hết rồi các bạn ơi. Ở đây một cái dài dài, ở trên kia 3 cái nữa là hết rồi. Hy vọng làm bệnh con để cho khỏe rồi, nãy giờ mình mệt quá. Đi mình không dám phá, sợ nó bị trời ơi chất quốc luôn rồi các bạn ơi.
mình sợ phá ra đường đi quá lớn cái nó bị động, chứ hơn nữa là bị người ta phát hiện nha các bạn, nên mình chịu khó chui. Đó, các bạn là tham quan bẫy trùng cho vui ha. Đó, còn nguyên là heo. Rồi mình sẽ coi thay chuối đồ chỉnh sửa rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi, một cái này còn hai cái nữa hết rồi các bạn ơi. Bữa không biết mình đi vô đường nào luôn. Trời ơi chất quốc rồi các bạn ơi, nhìn thấy nó luôn rồi, trong lỏng rồi. Đây em nữa đây. Còn nguyên còn chẳng nữa. Mình coi chỉnh sửa rồi mình đi tiếp nha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy cuối cùng luôn các bạn. Cái đằng kia hồi nãy mình thăm có người, có người người ta đang làm gì đó thì mình bỏ qua luôn nha các bạn, nó cũng không có sập. Mình vô thăm cái này nếu mà dính thì ra ngoài mình tổng kết nha các bạn, còn không thì mình sẽ kết thúc video ở đây luôn. Chiều nay mình sẽ tải cái video này lên luôn nha các bạn. Mình cũng chúc cho cả nhà và các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí cho vui, thấy cho thấy vui ủng hộ cho mình một like nha các bạn, và một cái đăng ký kênh cho mình có tinh thần động lực làm tiếp các bạn ha. Một ngày vất vả luôn hôm nay à. Không nắng mà không có gió luôn, đi muốn hết nổi luôn các bạn. Ủa cái bẫy mình đặt ở chỗ nào cho mình đi tới đây mình chưa thấy cái bẫy mình luôn các bạn, lạ vậy ta. Ủa gì kỳ trời, nhớ ở đây không lẽ còn nữa đi nữa à. Coi dấu dò mình đi, quá rậm các bạn ơi. Ngoài đây không có sập các bạn, cái này đặt cái chỗ thiệt vời, chuột con luôn các bạn. Rồi chương trình mình thăm bẫy tròn thì đến đây thì cũng xin kết thúc ha. Thì cuối video cũng cho mình gửi lời ha, kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn nha được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí cho vui ha, hãy vui cho mình một like các bạn ơi, và một cái đăng ký ủng hộ giúp cho kênh mình nó mau phát triển nha. Thì hôm nay mình có hai con chuột rồi các bạn, mình khỏi tổng kết đi các bạn. Xin chào các bạn, hẹn tất cả các bạn video sau ha. Mình chỉnh sửa cái bẫy này rồi mình về các bạn ơi, giờ giữa rừng luôn rồi, hết đi muốn hết nổi luôn các bạn.